Cà ri vịt miền Tây là món ăn thích hợp cho những dịp cuối tuần hay sum họp gia đình. Vị ngọt của thịt vịt, béo béo của nước cốt dừa và bùi bùi của khoai khiến thực khách khó lòng mà từ chối. Đón xem Hành trình hương vị vào lúc 19:40 ngày 17 tháng 4 năm 2022 cùng MC Mai Phương và đầu bếp Ngọc Thuận vào bếp chế biến món ăn này nhé.